Xin chào mọi người, đây là cây mai, cây mai gốc bứng nè, mình đã ghép vào cái giống này là cái này mình mới đi chia lại, đây cũng không phải ghép gì hết nè. Cái này là những cái hàng này là Tết vừa rồi nè, Tết vừa rồi người ta đi chợ người ta bán không được giá ha, chứ không phải là không muốn bán, tại vì cái cây này làm rất là lâu nè, ghép khoảng hơn 2 năm rồi, nhánh nó to nè, bự, cái tàn nó tròn go, gốc này cũng đẹp nè, đây bán không được giá ha. Rồi mới chia lại đây, đây là mai cúc ha, cúc Tân Châu hay là cúc Bình Định nè, cúc bia cũng một thứ thôi, cúc này là cúc ở miền Nam làm á, gốc này cũng khá to đó, này đang vô chậu là chậu 4 tấc, bốn tấc ha. Ở đây còn 2 cây nè, tàn nó tròn vo luôn, Tết vừa rồi đi ha, cả đá không được giá, hai giá thì mình mới chia lại đây, có được 2 cây nè. Bên đây bự hơn á, ra xum xuê hết rồi. Cây này nếu mà lấy giống thì có thể là cắt bo ghép thì có thể là khoảng vài trăm bo, cả ngàn bo luôn á, ngàn bo ghép luôn. Đây là ghép nó bự luôn rồi nè. Giống cúc đây, gốc này thì hoành đã chắc cũng cỡ 20 mấy á. Cây này thì mình mới chia lại thôi, mới chia lại để dưỡng á, dưỡng cho có những cây lớn lớn mà cũng để lấy giống luôn. Những cây này thì lấy giống ghép thì nó mới nhiều. Cây này mình mua lại với giá là như là gần 2 triệu rưỡi á. Gần như là 2 triệu rưỡi. Cây đó thì nó tàn ít hơn, thì nó cũng khoảng là giá gần khoảng hơn 2 triệu á. Để lấy bo ghép, một cây này vô mà cắt được 1.000 bo á, 1.000 bo thì ghép ra được 1.000 cây. 1.000 cây thì mình có thể lấy vốn lại ha, lấy vốn lại. Bộ rễ đây, cây này thì đang nằm chậu 4 tấc ha, bộ rễ nè, rễ nó tràn hết rồi. Để trồng, nếu trồng này có tiếp tục lớn á, này ghép 2 năm rồi, nó là những cái mà cắt mới đầu nó kéo ra nó liền lại rồi ha. 2 năm rồi. Bên đây có hàng những hàng cây giống của nó nè. Cây giống đó nè. Giống Thủ Đức ha, Thủ Đức. Đây, những cây hàng cây giống cúc nè, cúc này là dạng sau Tết đôn lại, sau Tết đôn lại, những cái này là cái cốt nó liền cốt hết rồi. Cúc nè, này cúc ha, để được xử lý hết rồi này. Cụ cụ nữa. Bắt ghép ở dưới đây nè, đã liền cốt hết rồi. Cái này là mới ghép á, ghép 1 năm rồi. Cái này nè, cái này nó liền luôn. Cái này cũng vậy á. Những cái này thì mình nhìn rất là khỏe nè. Cúc ha. Cúc này, cúc 36 cánh á. Đôm lại nó rất là khỏe. Cái này thì từ ghép này đôm nó liền cốt rồi, giống như cây mai con người ta trồng xuống đất cũng được nè. Cái này hiện tại mình đang bán nó thì nó chưa có ra nhiều lắm, để cho nó ra nhiều xương xê đi ha. Xương xê cái này thì mà bán rẻ cũng ổn ha, những anh em mà cần giống thì cái này bán là giá là 100.000 một cái chậu thế này, còn để mình nuôi khoảng chừng 2 tháng sau nó xương xê đi cho nó tròn đi thì mình bán với giá là 150.000. Cái này thì nói chung là cũng chưa có bán được ha, tại vì nó ghép 1 năm rồi, ghép 1 năm rồi mà nó còn nhỏ thì mình bán, mình chỉ lựa những cây lớn thôi, không thì để khoảng chừng 2-3 tháng sau rồi, 2-3 tháng sau nó bự nó xanh tốt, nó cao lên, nó tùm lùm đi thì lúc đó là nhìn thấy nó bắt mắt ha. Còn này nên mua chia làm giống á, thì những cây này nó cực kỳ khỏe luôn nè. Đây là giống mai cúc ha. Cúc này có, mình có một cái hình nè, một cái hình cây mai, hình cây mai cúc năm rồi ở nhà nở cái giống này nè, nở một cái chùm nó là có 30-40 bông vậy á, mới ghép có 1 năm à, còn cái này là ghép 2 năm á, nếu mà đến Tết năm sau là 2 năm, còn cái hai năm rồi mình quay vào ngày Tết á, một mình nó là bít cái bàn tay mình luôn à, nhưng mà cái ra đọt nó ra đó, nó chỉ có ba bốn cái nụ bông thôi, mình nó ra một cái nụ bông nó ra 7-8 cái bông. Là cái mấy chục cái bông là bít cái bàn tay ra, một chùm mà giống như hoa giả vậy.
cúc này nó ra hoa nhìn nó đã dữ lắm. Cúc à, mỗi hoa nó có nét. Cúc này thì nó bông không lớn nhưng mà nó sai bông dữ lắm, sai sai bông dữ lắm sai. Đây là mấy cúc nè, đây là còn đây là nhỏ bánh tre. Nhỏ bánh tre thì bông bự mà không có sai bông. Còn cái nụ nó ra có một hai bông mà bông là bông nét bành bành bằng bàn tay mình nha ha. Mỗi một cái nó có một cái nét riêng. Nghe dạo bánh tre nè, bánh tre này thì rẻ hơn. Bánh tre này thì giá là 150.000 một cặp ha. Để nó được xử lý hết rồi. Còn mai cúc này ghép lâu hơn. Bánh tre này là ghép khoảng chừng 6-7 tháng à. 7 tháng cộng lên là ghép hơn năm ha, đôm lại. Đôm lại thì giá là 100.000 một chậu như thế này. Cái chậu như thế này nha. Để nó xử lý hết rồi. Để nó xử lý hình dạng cũng lạ mắt lắm. Mình có để số điện thoại của ông anh mình á, là những anh em cần giống thì liên hệ á. À, vườn mình ơi, Chợ Lách Bến Tre, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Anh em nào ở gần vườn thì có thể đến giao lưu á, hoặc là ở nhà chúng ta nếu mà có những cái cây phôi sẵn rồi đó, vậy đây tới đây mình cho mấy cái đọt mà về ghép, khỏi mua cũng được. Mà mua cái này thì có lỡ người ta có ghép nó bị trật á thì còn hoài. Thì còn ba cái nhánh đọt này để ghép là tiếp lần tiếp theo chứ là được lần đi lần khó xa xôi mà đi lỡ ghép trật này cũng không có đâu mà ghép nữa. Rồi xin chào mọi người á, đây là cúc đây, cúc ha. Ở đây có khoảng chừng 200 mấy cây, đây là hàng đôm á, hàng đôm khoảng chừng 2 tháng sau nó lên xanh tốt à. Rồi xin chào mọi người á, đây giống cúc mà.